một pha phản bội đầy sáng suốt. Theo đúng phương châm chim khôn chọn cảnh mà đậu, bầy tôi chọn chúa mà thờ. Có lẽ là những gì gói gọn nhất để mô tả về pha bỏ viên hàng tào kinh điển của Hứa Du trong trận Quan Độ. Dù biết làm vậy là trái với lời răn trung nghĩa của bậc thánh hiền để lại, nhưng đứng trước những sai lầm của bản thân, khi đã phò tá một Viên Thiệu chẳng những kém cỏi về tài đức mà còn có thói nghi kỵ bộ hạ của mình, Hứa Du đã không ngần ngại mà vượt qua rào cản đạo đức để sang hàng Tào. Hành động vá lỗi của ông đã giúp Tào Tháo giành được chiến thắng có tính bước ngoặt vĩnh viễn cho lịch sử của Tam Quốc. Thế nhưng khi đại nghiệp diệt Viên Thị mới chỉ gần thành, Hứa Du đã vong mạng theo một cách không thể nào vạ miệng hơn dưới tay của một Hứa Chử có tiếng là thất phu nhất nhì thiên hạ. Một pha bay màu không thể ngu ngốc hơn, ứng với lời nhận xét từ trước khi khai trận Quan Độ của Tuấn Úc: Hứa Du tham mà không khôn. Chào mừng đến với Battle Cry Trung Hoa Sử Ký. Một nước đi sai, hỏng mất phần đời. Hứa Du, tên tự là Tử Viễn, sinh khoảng năm 155, người huyện Nam Dương, thời Đông Hán. Thuở thiếu thời, ông cùng Tào Tháo là những người bạn thân thiết. Lớn lên, cả hai cùng làm quan trong triều, chứng kiến sự suy bại từng bước của vương triều này trong biến loạn khăn vàng, biến ám sát Hà Tiến. Năm 189, Hứa Du trốn tới Ký Châu, đầu quân dưới trướng của Viên Thiệu, trở thành mưu sĩ cùng kêu gọi các lộ chư hầu chiến đấu chống lại Đổng Trác. Tuy nhiên, do các lộ chư hầu năm người mười ý chẳng chịu hợp tác với nhau, rồi còn đánh cả vào nhau, thế là ai về nhà nấy. Bước ngoặt khiến Hứa Du sáng mắt đến vào giai đoạn từ năm 195 đến năm 196. Nhân loạn Lý Thôi Quách Dĩ, vua Hán Hiến Đế cùng triều đình quyết định rời đô từ Trường An trở về Lạc Dương. Xuyên suốt dọc đường đi, triều đình chỉ được hộ vệ bằng các lộ quân yếu ớt cả về chất và lượng của Đổng Thừa, Hàn Tiêm, Lý Nhạc, Trương Dương, Vương Ấp, Dương Phụng. Khi về tới Lạc Dương, triều đình khi này chỉ còn Đổng Thừa và Hàn Tiêm là thực sự có thực lực bên cạnh Hiến Đế. Trong khi Đổng Thừa vẫn tỏ ra là một người trung thành tuyệt đối với nhà vua, Hàn Tiêm lại tỏ ra cậy quyền, lấn ép các đại thần khác. Đây rõ ràng là một cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn cho bất cứ một lộ quân mạnh nào có thể nắm lấy thiên tử mà ra lệnh chư hầu. Ngay bản thân trong nhóm mưu sĩ của Viên Thiệu có Thư Thụ và Hứa Du sớm đã nhìn ra được vấn đề. Từ năm 192, khi Đổng Trác còn sống, Thư Thụ đã bày kế nắm chư hầu cho Thiệu. Tướng quân đem quân sang phía đông, tất bình định được Thanh Châu, vòng sang Hắc Sơn, tất Trương Yên bị diệt. Tiến lên hướng bắc, tất Công Tôn tiêu vong. Uy hiếp nhung địch, tất hung nô phục tùng. Tướng quân sẽ là anh hùng cứu thế, thiên hạ vị nể. Khi đó, tướng quân sẽ rước nhà vua từ Trường An về Lạc Dương, khôi phục tôn miếu xã tắc ở Lạc Ấp. Sau đó, kêu gọi thiên hạ đánh kẻ không chịu phục tùng. Viên Thiệu tuy khen kế Thư Thụ là hay, nhưng vẫn không chịu thi hành. Đến khi việc của Hiến Đế xảy ra, vì loạn Thôi Dĩ mà quay về Lạc Dương, Thư Thụ và lần này có thêm cả Hứa Du đã hết hơi hết sức khuyên nhủ: ngài nên xuống phía tây đón đại giá hoàng đế, đưa vào trú ở Nghiệp Đô, như thế có thể khống chế được thiên tử mà lệnh cho chư hầu tích trữ binh mã để dẹp bọn chưa phục. Và kết quả là Thiệu chọn nghe theo ý kiến phản đối của đám Thuần Vu Quỳnh, Quách Đồ, án binh bất động. Và hậu quả đã đến ngay tức thì. Tại Lạc Dương, Đổng Thừa muốn có thế lực bên ngoài để dẹp Hàn Tiêm, vì thấy không thể nào bấu víu được vào Thiệu, bèn mật triệu Tào Tháo ở Duyện Châu tới cứu giá. Tào Tháo lập tức không để lỡ cơ hội này. Ngay đến tháng 10 năm 196, nhận được những chiếu thư trách móc Viên Thiệu đất rộng quân nhiều mà không chịu phò tá triều đình của Tào Tháo. Kèm theo đó là con dấu đỏ chót của vua Hán Hiến Đế. Viên Thiệu mới lại vỗ đầu vỗ trán, chê trách mình đã không thông minh. Còn Hứa Du thì đã bắt đầu nản lòng khi nhận thấy mình hình như đã chọn sai chúa công. Sự nản chí này của Hứa Du cứ thế mà nhân đôi lên gấp bội khi ông với những Thư Thụ, Điền Phong, Phùng Kỷ, Quách Đồ, Thẩm Phối liên tục nổ ra những tranh cãi xoay quanh các nước đi tiếp theo.
Viên Thiệu là người nhu nhờ, không quyết đoán. Lại thêm việc Tào Tháo trong những năm sau đó cứ lấy danh vua Hán mà viết chiếu thư quấy rối, khi thì phong tước vị, lúc lại chất vấn về lòng trung thành với nhà Hán. Và thế là biết bao nhiêu thời cơ có thể đánh dẹp Tào Tháo và các chư hầu khác từ trong trứng nước cứ trôi qua trong sự tiếc nuối của Viên Thiệu và sự ngán ngẩm của Hứa Du. Cứ tình hình này rồi sẽ có ngày Hứa Tử Viễn đi đời mất thôi. Mưu phản chủ kinh điển. Và rồi thì ngày đó cũng đã tới. Năm 200, Viên Thiệu khởi đại quân quyết diệt Tào Mạnh Đức một lần và mãi mãi. Nhóm mưu sĩ của Viên Thiệu nổ ra tranh cãi. Những người can không đánh là Thư Thụ và Điền Phong bị bỏ tù hết. Khi hai bên giao chiến tại Quan Độ, cù cưa suốt mấy tháng liền không xong. Trong khi thu sắp qua, đông chuẩn bị về, Viên Thiệu chưa nghĩ ra kế nào khác. Thâm tâm quân sĩ đã bắt đầu nản lòng, vì rõ ràng bên mình mạnh hơn về mọi mặt, tại sao lại thành ra thế này? Ngược lại, phía bên Tào Tháo nhờ các thế trận phòng thủ thắng lợi, làm máy bắn đá đánh sập chòi gỗ, đào hào, diệt quân địa đạo của Viên Thiệu mà tinh thần ngày một tăng lên. Nhưng điều này thì cũng không thể nào khỏa lấp được một thực tế rằng quân Tào đang sắp hết lương thực. Bản thân Tào Tháo cũng vì thế mà muốn nuôi quân. Nhưng do được Tuân Úc can gián với đại ý rằng nếu rút lui thì coi như đã tự nhận mình thua trong trận đánh này. Mà trận chiến này là trận sống còn, bên nào thua ở đây thì coi như diệt vong luôn. Bởi vậy, Tào Tháo vẫn cố gắng giữ lấy mặt trận, đồng thời đốc thúc Tuân Úc thu gom lương thực để chuyển ra tiền tuyến. Và chính ở thời khắc nhạy cảm này, bước ngoặt như dự đoán của Tuân Úc đã đến. Và người mở ra bước ngoặt đó không ai khác chính là Hứa Du. Khi thấy Viên Thiệu đi nước cờ sai lầm, khi cho gã nát rượu Thuần Phu Quỳnh giữ kho lương của đại quân ở Ô Sào, Hứa Du đã hoảng hốt can ngăn, nhưng Thiệu thì vẫn không nghe. Đang lúc bất mãn, chợt binh sĩ lại áp giải về một tên sứ đưa thư của Tào Tháo, đốc thúc Tuân Úc cấp lương gấp. Thời cơ ngàn năm có một cho Viên Thiệu là đây. Hứa Du tức tốc đi gặp Viên Thiệu, hiến kế, một mặt đánh trực diện quân Tào Tháo, một mặt chia nửa quân đánh úp Hứa Xương thì dễ như chơi. Và đây là câu trả lời của Viên Thiệu: Tào Tháo rất nhiều quỷ kế, thư này là kế dụ địch đấy. Trong lúc Du thì vẫn cố sống cố chết khuyên Thiệu, bất ngờ có sứ ở Nghiệp Quận tới trình thư của thẩm phối, thông báo về việc Hứa Du ở Ký Châu thường hà lạm của dân nhiều, lại dung túng con cháu quấy nhiễu dân, hiện đã bắt giam cả rồi. Thiệu đọc thư xong nổi giận đùng đùng. Lại nhân không muốn nghe kế của Hứa Du, bèn mắng rằng: tên thất phu hà lạm kia còn mặt mũi nào bày mưu ở trước mặt ta? Mày vốn quen Tào Tháo, chắc mày ăn đút lót của giặc Tào, làm do thám cho nó rồi rủ ta vào cạm bẫy phải không? Tội mày đáng chém, tao hãy gửi cái đầu của mày ở trên cổ, bước đi cho mau, từ nay không được giáp mặt Tào nữa. Hứa Du trở ra, ngẩng mặt lên trời mà than: lời nói phải dễ trái tai, bọn trẻ con không thể cùng bàn việc lớn. Con cháu ta nay lại bị thẩm phối nó hại, ta còn mặt mũi nào trông thấy ngửa đất Ký Châu nữa. Rồi đưa ra quyết định hàng Tào ngay trong đêm, đã trở thành bước ngoặt của cả thời kỳ Tam Quốc. Nhờ có những thông tin tình báo cực kỳ quan trọng của Hứa Du, Tào Tháo đã không bỏ lỡ thời cơ, đánh thẳng vào kho lương Ô Sào, chặn đánh rồi chiêu hàng các cánh quân cứu viện của đám Trương Cáp, Cao Lãm. Quân Viên Thiệu rối loạn đội hình, người nào người nấy cũng tính kế muốn thoát thân, và chỉ chờ có thế dẫn quân tập kích khiến quân của Thiệu đại bại tàn nát. Chiến thắng Quan Độ đã chính thức nằm trong tay của Tào Tháo. Và kể từ đây, Tào Tháo triển khai quân, quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn thế lực của họ Viên. Trên chặng đường chinh phạt đó, Hứa Du vẫn trở thành một mưu sĩ đắc lực, không ngần ngại mà đưa ra những mưu đòn rất hiểm ác, vừa để giúp Tào Tháo thắng trận, vừa để thỏa mãn cơn trả thù riêng đã không thể nào kìm hãm được. Thâm độc và nổi tiếng nhất phải kể tới việc ông này hiến kế cho Tào Tháo khơi nước ở dòng Trương Hà cho tràn vào thành Ký Châu, khiến thành ngập tới vài thước. Quân và dân ở trong thành không thể ra ngoài chiến đấu, cũng không có lương thực bổ sung, do bị quân Tào và nước sông vây hãm, chết đói tới hàng vạn người. Trước tình hình không thể nào cứu vãn nổi, cháu của thẩm phối là Thẩm Vinh đã phản bội chú mình,
mở toang cửa Tây cho quân Tào tràn vào. Thành Ký Châu, thủ phủ và cũng là thành trì vững mạnh nhất của họ Viên, cuối cùng cũng đã sụp đổ. Đồng nghĩa với đó, Tào Tháo đã chính thức trở thành vị bá chủ mạnh nhất khi gần như toàn bộ khu vực bờ bắc sông Hoàng Hà đã nằm trong tay thế lực của ông. Hứa Du chết vì tham hay đã nằm trong chiến lược của Tào Tháo? Ngay sau khi hạ được thành Ký Châu, giai thoại, hay đúng hơn là trò cười muôn đời cho hậu thế, đã được Hứa Du viết nên bằng chính mạng sống của mình. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi quân Tào tiến vào thành, vừa tới cửa thành, Hứa Du đã tế ngựa tới gần, lấy roi chỏ vào cửa thành mà bảo với Tào Tháo rằng: "Không có ta, làm sao Aman vào được cửa này?" Bất cứ ai cũng phải giật mình, cau mày khi nghe câu nói này của Hứa Du. Đánh chiếm được thành trì quan trọng này là công sức của tất cả mọi người cùng phối hợp với nhau. Biết bao binh sĩ đã phải hy sinh, chịu thương tật vĩnh viễn. Bao mưu thần tướng sĩ ngày đêm phải cùng Tào Tháo bàn bạc thì mới có được thắng lợi này. Sao Hứa Du lại dám kiêu ngạo nhận vơ hết về mình, rồi lại còn dám cuồng ngôn khi gọi tên tiểu tự lúc nhỏ của Tào Tháo cho bản dân thiên hạ biết, tỏ ra là ta đây không sợ Tào thừa tướng. Nhưng đáng sợ là trong khi các tướng sĩ ai cũng bất bình thì Tào Tháo lại cười rất tươi. Người Trung Quốc từ thời Tam Quốc tới nay vẫn có câu thành ngữ: không sợ Tào Tháo khóc, chỉ sợ Tào Tháo cười. Bởi khi ông ta khóc, dù cho có thể là khóc giả dối hay thật lòng, nhưng ít nhất khi đó ông ta đang bộc lộ cảm xúc nên sẽ ít có khả năng lập mưu hơn. Còn khi ông ta đã cười thì chắc chắn đó là lúc mà ông ta đang ủ mưu. Cái mưu đó, vô tình hoặc cố ý, đã được Hứa Chử thay Tào thừa tướng thực thi. Một hôm, Hứa Chử cưỡi ngựa vào cửa đông, vừa hay gặp Hứa Du. Du đã gọi Chử lại mà bảo rằng: "Các ngươi không có ta, làm sao đi được vào cửa này?" Đen đủi cho Hứa Du. Nói câu này được với ai thì nói, chứ nói với một người có tính tình thẳng dòng tới mức lỗ mãng như Hứa Chử thì rõ ràng câu nhận xét "Hứa Du tham mà không khôn" của Tuân Úc thật chẳng sai một tí nào. Hứa Chử nghe thấy trái tai, nổi giận đốp chát lại luôn: "Chúng ta vào sinh ra tử, xông pha tên đạn, cướp được thành trì, sao ngươi dám nói láo?" Du cũng chẳng chịu nhận sai, mắng lại với lời lẽ không thể nào hạ nhục người khác hơn: "Các ngươi là đồ thất phu, không đáng đếm xỉa." Và thế là Hứa Chử nhịn không nổi, một đao cho Hứa Du bay đầu, rồi xách đầu tới trình Tào Tháo. Tào Tháo thấy thế thì tỏ ra giận dữ tột độ, mắng Hứa Chử rằng làm thế này thì có khác gì rước tiếng xấu, vong ân bội nghĩa cho Tào Tháo đâu. Rồi sai người mang Hứa Chử ra để chém thị uy. Nhưng nhờ có Tào Phi và Tuân Úc đứng ra làm nhân chứng, khai rằng cũng đã bị Hứa Du thét vào tai những câu tương tự, Tào Tháo mới tha cho Hứa Chử, nhưng đã bắt vị mãnh tướng của mình phải khấu đầu tạ tội trước mộ của Hứa Du. Chưa hết, Hứa Chử sau đó bị giáng làm binh sĩ, phải đi chăn ngựa và 3 tháng không được uống rượu. Bản thân Hứa Du cũng được mai táng tử tế, tấu lên thiên tử truy phong Hứa Du làm đương dương hầu, và thế là vụ việc được xử êm. Nhưng khoan, có gì đó đang sai sai ở đây. Một người vốn là bạn thân, hiểu rất rõ độ gian hùng của Tào Tháo, tới mức từ khi trại của Viên Thiệu chạy sang Hàng, thay vì hiến kế đánh Ô Sảo luôn thì lại cứ vờn Tào Tháo về chuyện lương thảo, để Tháo tha hồ nói dối lương thực của mình nhiều lắm, ăn được hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, rồi thì mấy ngày liền. Để Tháo chí chá chán chê rồi mới đưa thư báo cạn lương của Tháo ra, khiến Tháo phải tin Du là người muốn hàng phục mình hoàn toàn. Người rõ ràng hiểu Tháo như vậy, tại sao lại có thể hành xử tranh công, chiếm Ký Châu cực kỳ lỗ mãng, để rồi bay đầu không thể ngu ngốc hơn dưới bàn tay của một Hứa Chử vốn nổi tiếng thất phu? Về điều này, có 3 điều được các nhà sử học Trung Quốc đưa ra và coi đó là nguyên nhân chính khiến Hứa Du phải bay đầu. Thứ nhất, Tào Tháo vẫn giữ đúng phương châm: dùng người thì phải tin, mà đã không tin thì không dùng. Dù Tào Tháo rất yêu người tài, khát hiền tài, tìm mọi cách để có được người tài, tuy nhiên ông ta vẫn đặt ra một nguyên tắc ngầm, đó là phẩm chất đạo đức của người đó phải ở mức chấp nhận được, ít nhất phải là những kẻ trung thành tuyệt đối. Riêng điều này,
Hứa Du đã không đạt được khi đã dám phản Viên Thiệu mà sang bên mình. Chừng đó đã đủ để cho bất cứ ai cũng phải nghi ngờ. Thứ hai, ngay bản thân Hứa Du cũng không khôn. Tham lam, luôn muốn nhận công lao thì đã chớ. Hứa Du lại còn thường xuyên lấy cớ rằng mình là bạn thân, là mưu sĩ đắc lực giúp Tào Tháo có được Ký Châu để mà cản rỡ, nhờn trước uy thế của Tào Tháo. Cái thái độ tớ trêu chủ đó, thêm việc vốn là bạn thân, đã quá hiểu con người của Tào Tháo. Tào Tháo mà không cho bay màu sớm thì không biết chừng về sau ông ta sẽ trèo lên đầu Tháo mà ngồi không chừng. Thứ ba, đó là muốn dùng cái chết của Hứa Du để làm yên lòng quân sĩ, thu phục nhân tâm của bốn châu là Ký, Thanh, U, Tình. Đó là lý do trước mắt, nhưng lại là quan trọng nhất khiến Tào Tháo phải ra tay với Hứa Du. Chấp nhận tiếng xấu là vong ơn bội nghĩa, phản bội bạn bè, nhưng đổi lại những tội trạng tham nhũng hà hiếp ba tánh dưới thời Viên Thiệu, những lần hiếm kế hiểm ác khiến bốn châu bách tính lầm than, rồi còn cả gan vơ vét hết công trạng vào mình khiến nội bộ quân đội lục đục, mưu sĩ cũng nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. Chỉ khi Hứa Du bay đầu, nhân dân bốn châu mới cảm thấy hả lòng hả dạ, quân sĩ dưới trướng cũng bớt phần điên tiết. Với giới sĩ phu địa phương, Hứa Du bay đầu đồng nghĩa với đó là lời tuyên bố ngầm của Tào Tháo là sẽ không tha cho những người phản bội. Như vậy thì họ mới cảm thấy đây mới đích thực là một con người sáng suốt, có mắt nhìn người hơn Viên Thiệu mà quyết định xuất đầu lộ diện phó tá. Lịch sử đã chứng minh, ngay sau khi Hứa Du chết, Tào Tháo lập tức tiến hành thu phục nhân tài bốn châu mới, và lập tức các bộ hạ cũ của Viên Thiệu, dẫn đầu là Thôi Diệm, đã ra phỏ tá Tào Tháo, đưa ra nhiều sách lược để ông diệt sạch các con của Viên Thiệu, thực sự kiểm soát được hoàn toàn bờ bắc sông Hoàng Hà. Đến đây có thể kết luận được rằng, dù sớm hay muộn, Hứa Du cũng sẽ phải chết để Tào Tháo có thể yên tâm chiếm đóng hoàn toàn những vùng đất từ tay của Viên Thiệu. Hứa Du thì lại quá ngu ngốc khi đã trực tiếp gây sự, giúp Tào Tháo có cớ để mượn tay Hứa Chử sớm giải quyết cái cục tạ ngáng đường một lần và mãi mãi. Bài học truyền lại cho hậu thế. Không thể phủ nhận rằng, với màn phản chủ kinh điển của mình, Hứa Du đã giúp cho Tào Tháo giành được chiến thắng quan trọng trước Viên Thiệu tại trận Quan Độ, từ đó tạo nên bước ngoặt vĩnh viễn cho lịch sử Tam Quốc. Khi Tào Tháo từ cơ sở của chiến thắng trên đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn Viên Thị, chiếm trọn vẹn một vùng đất rộng lớn thuộc bờ bắc sông Hoàng Hà, nhờ đó mà vươn mình trở thành thế lực mạnh nhất trong thời điểm này, và xa hơn là có tiền đề cực tốt giúp cho nhà Tấn về sau kế thừa mà thống nhất toàn bộ Trung Quốc. Thế nhưng với bản tính tham lam không biết điểm dừng của mình, lại cho rằng mình đã quá hiểu Tào Tháo nên dở thói ngông nghênh, định đứng ngang hàng với cả bạn. Thế là vì muốn làm yên lòng ba quân, nhân tâm của người dân bốn châu mới chiếm và diệt mầm họa phản trắc về sau, Tào Tháo đành chấp nhận mua lấy tiếng xấu, vong ân bội nghĩa để cho Hứa Chử lấy mạng của Hứa Du. Thế là mang tiếng là mưu sĩ có công đầu giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, giờ đây Hứa Du lại mang tiếng xấu muôn đời với những chốt hạ như là phản chủ, tham lam, kiêu ngạo, để rồi phải bay đầu giữa tay một gã thất phu. Từ cái chết của Hứa Du, người đời sau đã đúc kết một vài bài học xương máu. Hãy biết kiềm chế bớt lòng tham, sự ích kỷ của cá nhân nếu đã phải làm việc với tập thể, chỉ trừ khi có mỗi một mình bản thân thực hiện. Còn khi đã bắt tay với người thứ hai trở lên để thực hiện một điều gì đó, luôn nhớ phải thật công tâm, cân đo công sức mà mình và mọi người đã cùng bỏ ra. Nếu tương đương thì cùng chia ngọt sẻ bùi, hơn kém nhau thì tính toán kỹ lưỡng mà phân chia công bằng. Thậm chí dù cho có phần bất công, khi rõ ràng là đã có cống hiến cực kỳ nhiều đi chăng nữa, nhưng trong một số trường hợp nhất định, không lường trước, bạn vẫn nên chấp nhận hy sinh để hướng tới những điều lâu dài cùng tập thể. Hãy luôn nhớ rõ vai vế của mình là ai trong một tập thể, một xã hội, để hành xử cho phù hợp. Không ít những doanh nghiệp đã xảy ra trường hợp các sếp đuổi việc hoặc xin các cấp cao hơn điều chuyển các nhân viên vốn là bạn bè thân thiết, hoặc trong quá trình làm việc cùng nhau đã trở thành thân thiết. Nguyên nhân là bởi khi sếp và nhân viên quá thân với nhau, đôi khi cũng thành ra không còn trên dưới.
từ đó làm rối loạn trật tự, ảnh hưởng tới công việc chung. Bởi vậy, dù có thân thiết với nhau tới đâu, cũng hãy nhớ tách bạch chuyện anh em bạn bè và thứ bậc trong công việc lại, để từ đó có được mối quan hệ lành mạnh và cùng tiến với nhau. Nếu bạn quá hiểu một ai đó, làm ơn hãy biết cái gì có thể kể được, không kể được, và tốt nhất là đừng bô ra nếu như bạn không muốn biến bạn mình thành kẻ thù. Vì một lẽ đơn giản, ai cũng sợ những điều thầm kín của bản thân bị lộ ra, khiến người khác bình phẩm. Và nhất là từ đó có thể bị một kẻ nào đó lợi dụng mà thao túng. Hiểu về người ta để từ đó lựa nhau mà cùng chung sống, cùng hợp tác, và thậm chí là có thể dần thay đổi người ta. Đó mới là cái tài của một bậc đại trí.